Thưa quý vị, chúng ta đang hòa trong không khí của ngày thu lịch sử, ngày Quốc khánh. Với mọi thế hệ Việt Nam, mùa thu mang lại nhiều cảm xúc, đọng lại nhiều dấu ấn khó phai bởi những trùng hợp diệu kỳ. Với thiên nhiên, tiết thu là thời điểm chín mùi của vạn vật nên mùa gặt hái thường rơi vào mùa thu. Với đời sống xã hội, thu là thời điểm khai trường, thời điểm khởi động hành trình tri thức. Và nhiều bước ngoặt lịch sử dân tộc được ghi dấu trong mùa thu, trong đó có bước ngoặt vĩ đại, cách mạng tháng 8 thành công để từ đây khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mùa thu năm 1945, ngày 19 tháng 8, dân tộc Việt Nam đã làm nên sự kiện long trời lở đất. Cách mạng tháng 8 chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, cũng là xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên quyền để nhân dân Việt Nam thực sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh quốc gia, dân tộc. Ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa với dân tộc, với nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, mà còn có ý nghĩa đặc biệt với phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Và cũng vào mùa thu, ngày Quốc khánh lần thứ 24, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trải qua biến cố lớn, tiễn biệt người cha kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Bác ra đi chưa kịp nhìn thấy đất nước hòa bình thống nhất, chưa kịp tận hưởng thành quả của cách mạng mà người đã cống hiến trọn tâm sức. Mất mát lớn lao này càng thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam thêm nỗ lực đấu tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành tâm nguyện người cha kính yêu. Ngày nào chưa đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam, chưa giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ Diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên. Và không yên lòng, trăn trở nhất là bác. Bởi với bác, hình ảnh miền Nam yêu quý luôn trong trái tim tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, nhưng tư tưởng, phong cách, đạo đức và những khát vọng lớn lao của người vẫn sống mãi, trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế không ngừng phát triển. Như lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người bạn lớn thân thiết của Việt Nam khẳng định, Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết là gieo mầm cho sự sống, đời đời bất diệt. Với đảng bộ chính quyền nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu, mùa thu cũng ghi dấu đặc biệt. Cách đây 30 năm, ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8, ban hành quyết định điều chỉnh địa giới một số địa phương trong cả nước, trong đó có việc thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những địa phương từng là khối thống nhất thuộc tỉnh Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy, tỉnh Bà Rịa Long Khánh đã tạo nên lũy thép ở chiến trường Đông Nam Bộ trong đấu tranh giành hòa bình độc lập. Ngày sau ngày đất nước thống nhất bị tách rời, nay đã có thể hợp nhất. Sự hợp nhất cũng là hòa hợp lòng dân, cả hệ thống chính trị. Để chỉ sau 30 năm, hành trình xây dựng phát triển chưa dài, nhưng đã có một tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữ vị thế cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. 30 năm xây dựng phát triển, Bà Rịa Vũng Tàu được xếp vào nhóm địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ nhất nước. 5 năm trở lại đây, GDP của tỉnh luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Qua giai đoạn 5 năm tăng bình quân 16,4% một năm. Giai đoạn khó khăn nhất bị tác động của đại dịch Covid-19 cũng tăng trên 6% một năm, đứng thứ 3 trên 63 tỉnh thành cả nước. GDP bình quân đầu người tính cả dầu khí là 13.000 đô la Mỹ, không tính dầu khí là 6.903 đô la Mỹ, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 0,8% và không có hộ nghèo chuẩn quốc gia. Liên tục 3 năm gần đây, Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm địa phương thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước, đóng góp hơn 5% trong tổng thu ngân sách quốc gia. Suốt từ năm 1996 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu cũng luôn tự cân đối được ngân sách để có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh. Mùa thu năm 2021, cả đất nước và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng trước thử thách chưa từng có.
đại dịch COVID-19 sau gần 2 năm bùng phát càng diễn biến nghiêm trọng ở đợt bùng phát thứ tư. Số ca nhiễm mỗi ngày luôn vượt trên 10.000 ca, số ca tử vong đang cao hơn mức bình quân thế giới. Quốc khánh 2021 ở hầu hết các tỉnh thành vắng lặng với yêu cầu giãn cách triệt để. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, 7 trên 8 huyện, thị thành thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Trong đó có 75 điểm với trên 70.000 nhân khẩu bị phong tỏa, đông cứng vì dịch bệnh. Đối mặt với khó khăn và thử thách chưa từng có, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu càng thấm sâu, lan tỏa tinh thần quật cường của Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh được hun đúc qua nhiều thế hệ mà thêm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa.